Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ kể cho quý khách nghe một câu chuyện mang tên Sự tích chiếc mặt nạ trung thu. Một chàng trai luôn lo lắng, linh cảm về tình yêu của cô gái mà anh hết mực thương yêu. Ông Bụt Tiên hiện lên và tặng chàng một chiếc mặt nạ cải trang và dặn hãy đeo nó vào ngày lễ hội khi tới gặp ý trung nhân. Sự thật bất ngờ, chàng sững sờ trước vẻ đẹp thánh thiện của nàng, nhưng lại chùng bước để quan sát. Quả nhiên, nàng đã thay lòng đổi dạ với con trai địa chủ nhà giàu. Thất vọng về mối tình đầu, chàng trai quyết chí học hành, thi đỗ trạng nguyên và được phong quan. Vào những đêm rằm trăng sáng, chàng mở lễ hội và yêu cầu người tham dự đeo mặt nạ xấu xí, tay cầm đèn soi sáng xung quanh. Trong không khí vui tươi, một cô gái thanh tú đến diện kiến và hỏi tục lệ kỳ cục này. Chàng nói, ta muốn tôn vinh những tấm lòng nhân ái, những ai có tâm hồn trong sáng, chân thành, dù có che giấu gương mặt thật thì họ vẫn nhận ra. Ta muốn trẻ em tin vào những điều đó, lớn lên, trưởng thành mà mang lại hạnh phúc cho người khác. Đừng quên follow Bảo Khánh và share thật nhiều để cùng theo dõi, lắng nghe nhiều câu chuyện ý nghĩa hơn nữa nhé.